Con nghe đi mẹ. Hoàng, thế cái clip ở trên mạng đấy là thế nào? Có đúng không? Trời ơi, sao con lại làm cái chuyện hồ đồ như thế hả? Thật là nhục nhã. Mẹ cần con về nhà ngay. Mẹ, hai đứa ăn xong rồi, mẹ hâm lại đồ ăn cho con nhé. Con không muốn ăn, muộn rồi, mẹ về đi ạ. Phương này, chuyện chồng con... Nếu mẹ đã biết chuyện và muốn thanh minh cho anh Hoàng thì con xin phép. Bây giờ con không muốn nói về chuyện này. Mẹ nghĩ lúc này mẹ con mình càng cần phải nói chuyện với nhau. Mẹ hiểu những gì con đang phải chịu đựng. Nhưng mẹ linh cảm có điều gì đó khuất tất. Con không có chút linh cảm nào giống mẹ cả. Sự thật đã rõ ràng rồi ạ. Thế con định thế nào? Con mệt rồi, con cần được ở một mình. Phương, Hoàng nó cũng đang rất lo cho con. Vậy mẹ có thể yên tâm gọi cho anh Hoàng nói là con đã về. Nhưng mẹ cũng bảo với cả anh Hoàng đừng có mà xuất hiện trước mặt con và bọn trẻ. Mẹ biết Hoàng đã sai, nhưng vợ chồng sống với nhau hai mặt con rồi. Mẹ nghĩ các con nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Mẹ cũng sẽ nói chuyện với Hoàng, nhưng mẹ mong con hãy suy nghĩ theo hướng tích cực, được không? Con xin phép ạ. Anh nói cho tôi biết chuyện anh với cô ta là như thế nào. Dạ, là do con sơ ý nên mất kiểm soát. Giời đất ơi, anh đã làm một cái việc mà cả tôi với vong linh bộ anh cũng không thể chấp nhận được. Thật là nhục nhã. Tôi vẫn biết ở vị trí của anh thì sẽ có nhiều cám dỗ, nhưng tôi nghĩ anh là người có lý trí. Tại sao anh lại ngu dốt đến mức độ u mê như thế hả Hoàng? Dẫu tôi chưa một lần nói ra trước mặt cái Phương, nhưng anh cũng thừa hiểu vợ anh là người đã hy sinh cho cái gia đình này rất nhiều, chăm lo con cái để anh rộng đường phấn đấu. Bây giờ anh gây ra chuyện như thế này thì thử hỏi sự nghiệp anh sẽ như thế nào, gia đình sẽ ra sao hả? Thì con cũng đang tìm cách xử lý đây. Chính con bây giờ cũng không biết cô ta đang ở đâu nữa. Mấy ngày tới mà không tìm được cô ta, có lẽ con sẽ mất tất. Anh làm sao thế? Kể cả anh có tìm thấy cô ta anh cũng mất tất. Clip sờ sờ ra như thế kia, người anh cần quan tâm bây giờ là vợ anh và hai đứa trẻ. Chúng nó sẽ ra sao hả?